Rồi, hôm nay chúng ta sẽ học sang một cái phần mới, cái chương mới nhé, là kỹ thuật chia để trị. Tôi nhắc lại một chút là ở trong cái chương trình lớp 11 ấy, là chúng ta sẽ học, nhắc lại một chút, trong chương trình lớp 11 chúng ta sẽ học ba cái kỹ thuật rất 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 quan trọng. Một là kỹ thuật là đệ quy, hôm trước chúng ta đã nói rồi, thì cái đệ quy chúng ta còn quay lại nữa. Thì hôm nay chúng ta sẽ học sang cái phần tiếp theo là cái thuật chia để trị. Tôi thêm một chút nữa là trong lớp 1 chúng ta học còn học thêm một kỹ thuật nữa rất quan trọng. Thì chúng ta sẽ học trong vài buổi tới đây nhé. Là quay lui. Đấy. Rồi quay lui nhé. Thì đây là ba cái lập trình là thuộc loại là quan trọng nhất, hay dùng nhất nhé. Thế mà chúng ta học rồi bài về về chia để trị. Thì chia để trị là cái gì? Đấy, thì chia để trị nó thật ra chia trị nó rất giản, chúng ta chia nhỏ cái bài toán ra và trị nó. Đấy. Thì bây giờ tôi đi vào cụ thể luôn là cái khái niệm chia để trị nhé. Khái niệm chia để trị này. Hay là định nghĩa nhé. Thì chia để trị nó cũng giống như là đệ quy, nó không phải là một thuật toán, nhưng mà nó là một phương pháp hay là một kỹ thuật, dùng từ gì cũng được, và rất hay dùng để áp dụng giải các cái bài toán về lập trình. Đấy. Thì nói chung là chúng ta có thể một cái bài toán lập trình là có thể có rất nhiều cách giải khác nhau. Đó, thì chia để trị là một trong những cái mà người ta rất hay sử dụng. Nó rất quan trọng. Giờ thì bây giờ tôi sẽ đi vào cụ thể, bắt đầu đi luôn nhé. Thì hôm nay tôi hiểu đơn giản gì là một cái chia để trị là cái gì, là cái phương pháp mà giải một bài toán theo ba bước sau đây. Như vậy là ta giải một cái bài toán theo ba bước sau thì người ta gọi nó là chia để trị. Định nghĩa rất là đơn giản như sau nhé. Thì đó là những cái bước nào? Đấy. Ba bước sau này, bước thứ nhất là bước chia. Chỗ này chia nhá. Tiếng Anh nó là divide. Đấy. Bước thứ hai là bước trị. Bước trị. À, tiếng Anh nó là conquer. Và bước thứ ba là bước là kết hợp. Anh nói là combine. Thì cái phương pháp này có thể người ta hay viết ngắn là chia để trị thôi, tức là chia này để trị. Nó gọi tiếng Anh gọi là divide and conquer. Người ta bỏ qua cái từ là combine này đi. Như vậy nó là divide và conquer. Đấy. Thế là cái như nào thì tôi sẽ chúng ta sẽ cho ví dụ cho hiểu ngay nhé. Đây bây giờ tôi cũng chúng ta cùng nhau vẽ ra một cái sơ đồ đơn giản thôi của cái chia để trị. Tức là một cái bài toán của chúng ta, cái bài toán gốc đây, bài toán gốc gọi là P nhé. Thì chúng ta sẽ chia nó nhỏ ra thành những cái bài toán con. Đấy. Các bài toán con này giống như bài toán mẹ, chỉ khác nhau về kích thước thôi. Đấy, chúng ta chia, tôi chia như thế này. Ví dụ chia ra thành ba cái bài toán. Ví dụ như này, ví dụ thôi. Ở đây nó là P1, ở đây là P2, ở đây là P3. Thông thường các bài toán con này là có kích thước là bằng nhau. Như vậy ví dụ cái bài này có kích thước là N, thì cái bài này có kích thước là N chia 3. N chia 3, cái này là N chia 3 luôn. Đấy. N chia 3, chúng ta chia ra cho nó nhỏ ra, sau đó chúng ta sẽ giải nó, chúng ta sẽ giải từng bài đó, chúng ta giải đây là chia nhé, chúng ta giải đấy. Chúng ta sẽ giải các cái bài toán này đấy. Thì chúng ta vẫn nói là giải
giải P1, ở đây là giải P2, giải P2, còn ở đây là giải P3. Đấy. Có thể là nhiều hơn nhé, P3. Khi giải xong rồi chúng ta sẽ kết hợp nó lại, chúng ta nối các câu này lại nhau thành thành một cái kết hợp lại và có cái giải của bài toán B, bài toán gốc P. Đó. Bây giờ ta xem lại toàn bộ cái này nhé. Đấy. Thì đây chính là cái sơ đồ chung để mô tả cái em mô tả các cái bước của cái giải của chia đề trị. Thì cái chỗ này này, cái chỗ này là bước 1 này, thì chỗ này nó gọi là chính là cái chia, ta chia bài toán lớn thành các bài toán nhỏ hơn. Đấy. Thật ra tôi biết là 3 nhưng mà thông thường thực tế là chỉ chia 2 thôi, thông thường phần lớn lần là chia 2. Cái bước này này, cái bước này là bước ta giải chúng, thì ta gọi cái này là trị, chia để trị đấy. Còn cái bước này chúng ta nối lại với nhau kết hợp lại thì đây là bước kết hợp. Đấy, như vậy cái bài toán này là chúng ta thấy rất rõ là nó có 3 kia. Bước như vậy đây là bước 1 nhé, đây là bước số 2, đây là bước 3. Thì tổng thể tất cả các cái bài toán được chia theo, được giải theo phương pháp chia để trị đều trải qua 3 bước là chia, trị và kết hợp. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem một cái ví dụ nhé. Cái ví dụ đơn giản nhất chính là cái ví dụ về cái bài toán là tìm kiếm nhị phân. Chúng ta cùng nhau xem lại cái ví dụ này. Ví dụ cái bài toán tìm kiếm nhị phân. Tìm kiếm nhị phân nhé. Chúng ta xem lại cái lời giải, cái lời giải định quy của nó. Thì nhìn giải định quy là chúng ta thấy rất là rõ luôn. Tức là cho nhé, cho cái dãy A này, cho cái dãy A sắp xếp tăng dần này. Tăng dần và cái số K. Đấy, bây giờ cần tìm cái chỉ số Y sao cho là AI bằng K. Nếu không thấy, nếu không thấy thì trả về trừ 1 hoặc là năn, dùng gì cũng được nhé. Đấy. Thì đây tôi nhắc lại đây là cái bài toán tìm kiếm trên một dãy thôi, mà dãy này đã được sắp xếp tăng dần. Tìm chỉ số K, chữ Y sao cho là AI bằng K. Đấy, cái bài này chúng ta biết là giải rồi, tôi nhắc lại lời giải một chút nhé. Để chúng ta thấy và chúng ta bây giờ chúng ta nhắc lại thôi và chúng ta xem kỹ lại lời giải của nó. Chúng ta sẽ phân biệt được, sẽ tìm hiểu rằng đây chính là lời giải của chi để trị. Nhé. Thì phương án của nó chúng ta là như sau này, chúng ta làm, tôi viết được lời giải của nó ra đây nhé. Đây, lấy ví dụ này. Tôi viết bằng mã giải nhé, bằng pseudo code. Để chúng ta có cái nhìn nó tổng quát hơn. Đấy. Bây giờ tôi gọi cái thủ tục này nó là binary search. Đấy. Nó gồm có các đầu vào là dãy A này nhé. Chúng ta tìm bắt đầu từ cái chỉ số left đến chỉ số right. Đấy. Và cái số K. Thì đây chính là cái hàm chúng ta cần tìm. Như vậy nó chúng ta đưa vào cái chỉ số là left và right, thì khi được gọi nó sẽ gọi là A0 và len A-1. Nhưng mà vì nó liên tục nó gọi chính nó mà nó gọi như vậy, nó sẽ nhỏ đi cái dãy, nó sẽ giảm đi một nửa về kích thước. Chúng đây chính là cái rồi chúng ta mô tả lại cái này nhé. Cái này chúng ta biết rồi, tôi chỉ mô tả lại thôi nhé. Lần trước tôi làm rồi mà. Tôi làm rất nhiều lần rồi. Thì tôi làm như sau này. If này, chúng ta chỉ làm khi mà if left nhỏ hơn hoặc bằng right. Tôi dùng cái ký hiệu bình thường thôi. Đây là tôi dùng cái gì? Dùng các ký hiệu của kia gọi là mã giả cho nó nhanh nhé. Thì chúng ta đặt là meet
mid, chúng ta đặt là left cộng với right chia 2. Xong tôi làm tròn xuống. Thì trong trong quyền thông tin thì chúng ta sẽ dùng cái kiệu này để làm tròn xuống nhé. Để làm tròn xuống là tôi rất hay dùng khi chúng ta mô tả trong các sách về thuật toán. Cái này nó chính là cái này nó chính là gì cái chỗ này nó chính là left cộng với right chia cho 2 trong trong Python. Đấy. Còn trong Pascal thì nó chính là left cộng right div 2. Trong ở trong Pascal hoặc C thì nó chính là left cộng right div line div 2. Còn ở trong Python là left cộng right chia cho 2 như này, chia nguyên. Còn cái chỗ này là mô tả theo cái công thức toán học trong cái thông tin. Rồi chúng ta làm như sau này, bây giờ chúng ta kiểm tra này, if này nip a mid mà bằng k đấy, mà bằng k thì chúng ta return mid đấy. Bây giờ else if nếu mà a mid mà nhỏ hơn k thì chúng ta sẽ tìm tiếp trên dãy a ở nửa sau của cái dãy, và chúng ta gọi luôn cái hàm để quy luôn, chúng ta gọi là return, gọi lại chính cái hàm đó binary search a nửa sau thì left để thay bằng mid cộng 1 và đây là right phẩy k. Đấy. Gọi chính hàm nó luôn. Và ngược lại lần nữa else, nếu mà a mid bằng lớn k thì chúng ta return by no research search a, chúng ta gọi sang ngược trái thì đây sẽ là mid trừ 1, hoặc là mid trừ 1 và đây là k. Còn ở chỗ này else, nếu mà left lớn hơn right thì chúng ta trả về trừ 1 hoặc là trả về 5. Đấy. Thấy không nào? Đấy. Cho nó nhỏ lại dễ nhìn nhé. Đấy nhé. Đấy thì chúng ta đây chúng ta là return. Return trừ 1. Thì đây chính là cái thuật toán của chúng ta nhé. Đấy. Nhìn mà chúng ta hôm nay chúng ta phân tích thật kỹ càng lại này, đây dấu hiệu đây là 1 này, đây là 2, dòng thứ 2 này, đây dòng thứ 3 này, dòng thứ 4 này, dòng thứ 5 này, dòng thứ 6 này, dòng thứ 7 này, dòng thứ 8, dòng thứ 9, dòng thứ 10. Đấy. Như vậy chúng ta bây giờ mô tả thật kỹ nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cái ta biết rồi, bây giờ chúng ta hôm nay chúng ta sẽ là cùng nhau phân tích lại cẩn thận cái toán này sẽ như thế nào nhá. Đấy, đây chúng ta để gì này. Mình chúng ta sẽ phân tích này nhé. Mình chúng ta phân tích nhé. Chúng ta để với ngày dễ như phân tích nhé. Đấy. Gọi tên n là cái thời gian chạy của thuật toán này, với n là đầu vào, với n là chiều dài của cái dãy a ban đầu, được chưa? Đó. Để ban đầu thì chúng ta có như sau này, đây là cái thời gian nhé, đây là cái thời gian chạy chương trình này, mà chúng ta cùng nhau chúng ta phân tích cẩn thận cái này. Chia địa chỉ là một trong những cái một trong thuật toán rất là chuẩn và thông thường người ta hay đưa cái mô hình chia địa chỉ ra để làm mẫu cho những cái bài toán để tính thời gian chạy của chương trình. Chuyện này chúng ta làm cẩn thận một chút để chúng ta cùng hiểu nhé. Thì ta có này, trường hợp mà là t bằng 0, trường hợp t bằng 0 tức là độ dài của dãy bằng 0 thì chính là trường hợp là chính cái dòng 9 và 10 đấy. Dòng 9 và 10 chỉ là mô tả cái trường hợp là t bằng 0. Tức khi left là lớn hơn right thì nó bằng 0 đúng không? Thì nó mũ lệnh thôi, lệnh 10 thôi, cho nên nó chạy đúng mất một đơn vị thời gian. Đấy. Trường hợp T1 là có một phân tử thôi thì nó sẽ kiểm tra ngay, nếu mà a mid bằng k thì trả về chính địa chỉ đó, còn nếu không thì nó trả về luôn ngay. Chứ chiều một này nó cũng bằng tính nhà nó cũng là bằng một. Đấy. Về tổng quát, trường hợp là tn
thậm chí ở đây có thể không phải một t một có thể là một, cũng có thể là một hàng số. Thế tôi biết đây là không một chuẩn dễ, nhưng không một hàng số chỉ là còn tn, tn nhé. Các bạn thấy này, tn bằng này với tn nhé, đây chính trường là ở chúng ta đây if left nhỏ right đây, thì cho thấy là cái ở cái dòng thứ hai này là mất một đơn vị thời gian, dòng thứ ba kiểm tra mất một đơn vị thời gian nữa là hai nhé. Và nó gọi ngay cái tại dòng 6 và 8 nó gọi ngay cái hàm chính nó với n bằng n chia 2 ra. Hay thế đâu, hoặc là 6 hoặc 8 thôi. Chúng ta có ngay này, ta có cái tn này nó sẽ bằng là t của n chia 2 và cộng với một cái hằng số nào đó, hằng số đó chính là dòng thứ hai, dòng 3 và dòng 4 ấy, thì nó chính là ô 1. Đấy. Vậy chúng ta có công thức tổng hợp sau đây này. Để mô tả cái công thức công thức truy hồi của cái thời gian chạy của hành trình này nhé. Đây, ta có này. Và ta có là T0 bằng 1 hay là T1 bằng cái hằng số 01 đi. Đấy. Và tiếp theo là TN bằng T của N chia 2 cộng với O01. Đấy. Thì đây chính là công thức truy hồi của cái bài toán là của thuật toán là tìm kiếm nghĩa phân chính thức, đúng không nào? Đó. Thì từ cái bài này chúng ta sẽ phải chứng minh, ta phải tìm cái gọi là gì nhỉ, tìm cái tính được cái TN theo công thức truy hồi này. Công thức này gọi là công thức truy hồi nhé. Đó. Thì tất cả các bài toán tất cả các cái bài toán mà dùng tôi chia để trị nó đều là như lại là từ một bài toán lớn nó chia thành những bài toán nhỏ hơn, đúng không nào? Chúng ta nhắc lại một chút về cái mô hình chia để trị tổng quát nhé. Hệ chia để trị này, chia để trị tổng quát này, từ một bài toán lớn này chúng ta có thể chia nhỏ ra thành những bài toán con này, ta giải nó này và chúng ta sẽ kết hợp lại này, chúng ta sẽ kết hợp lại. Đấy, kết hợp lại. Đấy. Thì khi chúng ta giải giải này này, ta giải cái đây đây là bước chia nhé, đây là bước chia nhé, đây là bước trị nhé. Thì khi giải nó chúng ta thường là gọi đệ quy, gọi đệ quy, gọi đệ quy và kết hợp lại, đây là kết hợp lại thì ta mất một khoảng thời gian nữa. Từ đây suy ra như sau này, từ đây suy ra là hầu hết tất cả hầu hết và tất cả các bài tất cả các cái thuật toán mà sử dụng kỹ thuật chia để trị đều có công thức sau đây. Tôi mô tả từ cái ví dụ của tìm kiếm nghĩa phân này mà từ cái mô hình chia để trị mà cho ta biết ở đây thì có thể suy ra như sau, suy ra là như sau, suy ra là hầu hết tất cả hầu hết tất cả các cái bài toán sử dụng chia để trị đều có công thức tính thời gian chung như sau. Mà công thức mà chúng ta tính lúc nãy ở phía trên công thức này này là một trường riêng thôi, có như sau nhé. Tôi sẽ mô tả luôn công thức tổng quát này, nó sẽ là ntn này bằng cái hằng số b nào đó nhân với t của n chia cho a, b là một hằng số nào đó cộng với một cái hàm f của n nào đó. Đấy, thì đây là cái công thức này là một công thức rất là quan trọng nhé. Học sinh phổ thông thì không học đâu, nhưng mà chúng ta lỡ chúng ta là lớp mà tôi muốn sau này tôi muốn dạy cho sinh giỏi nữa, trên công thức này tôi muốn đưa ra để các bạn nhớ nhớ rất quan trọng. Đây là công thức rất quan trọng nhé, đối với những người mà học muốn học sâu hơn về thuật toán, muốn tìm hiểu sâu hơn về về thuật toán thì nên biết cái công thức này. Đấy. Rồi thế bây giờ công thức này là công thức này là theo tôi cái công thức này thì chúng ta nó vượt ra ngoài chương trình của lớp lớp 11, vượt ra ngoài chương trình của lớp 12. Đấy. Và sinh viên đại học mới được học cái công thức này, nhưng mà ở lớp mình chúng ta tôi vẫn nói cái lớp này, tôi vẫn nói để cho các bạn thấy.
Nhưng mà chúng ta suy ở đây nhé, chúng ta xem lại cái công thức của đối với thằng này nhé, đây này, DTN nhé. Vậy đây chúng ta trong trường này, cái trường công thức này này, công thức này này, thì rất vào là A bằng mấy, A sẽ bằng 2, đấy là A bằng 2 này, B bằng mấy, B bằng 1, còn FN đây chính là ON, chính là O1. Đấy, vậy suy ra là đối với, tôi sẽ suy ra như sau nhé, suy ra là với thuật toán tìm kiếm nhị phân, tìm kiếm nhị phân thì ta có như sau này, ta có công thức tổng quát là ở trên là B sẽ bằng 1, A sẽ bằng 2 và FN sẽ bằng là O1. Thế O gọi là O1 thôi, nhưng nó chính là một hằng số, có thể quay ra bằng số. Đấy, thì như vậy là cái đối với nhé. Vậy là đối với mà với cái tính kiếm nhị phân chúng ta có như sau này. Chúng ta có là T0 bằng 1, T1 bằng cái hằng số nào đó. Và chúng ta thấy cái gì, ta gọi là TN bằng T của N chia 2 cộng một cái hằng số C nào đó. Ở đây C là bằng hằng số bất kỳ hằng số nào đó, một cái hằng số nào đó. Thì đây chính là cái công thức tính, công thức truy hồi để tính cái thời gian chạy của một cái chương bài toán tìm kiếm nhị phân. Đấy. Thì việc chứng minh cái này chặt chẽ, hôm trước tôi nó sơ sơ rồi, nhưng cái bài toán này hoàn toàn có thể chứng minh cái rất chặt chẽ được nhé. Nhưng mà tôi không chứng minh, chúng ta công nhận đây thôi. Nhưng mà tôi rất là muốn là sau này trong lớp ta trong tương lai đấy, sau khi lớp kết thúc này thì tôi vẫn dạy tiếp cái lớp học sinh giỏi. Tôi sẽ chứng minh cho các bạn xem cái chứng minh bằng một cách toán học chặt chẽ thì chúng ta mới thấy hay. Thì chúng lúc bây giờ cái môn tin học, môn thuật toán ấy, nó chỉ thành môn khoa học rất chặt chẽ. Đây tôi dừng lại, đây tôi vừa muốn nói nhé, nhưng mà chúng ta để tôi ghi này, chúng ta ghi ở đây là một cái định lý đi, một cái định lý toán học hẳn hoi nhé. Định lý là với trường hợp trên thì chúng ta có là TN sẽ bằng là O lớn của log N. Định lý là gì? Định lý là thời gian chạy của thuật toán tìm kiếm nhị phân chỉ có bậc là log n thôi. Đấy. Đây là rất quan trọng mà hoàn toàn có thể chứng minh được. Nhắc lại các bạn đấy nhé. Nhưng mà ở đây chúng ta sẽ không chứng minh, mà ngay trong sách giáo khoa lớp 11 cũng không chứng minh. Nhưng mà theo tôi, tất cả các học sinh, tất cả giáo viên chúng ta cũng nên biết, và học sinh đã học chuyên tin mà học sinh giỏi tin học ấy thì phải biết các chứng minh này. Thì một cái này có thể coi như bài tập về nhà. Đấy, bài tập về nhà thành một cái bài tập lớn, bài tập để chúng ta để bài tập về nhà nhé. Cho lớp chúng ta, và chúng ta sẽ phải chứng minh cái này. Chúng ta chú ý là chứng minh này là hoàn toàn là toán học nhé, toán học hoàn toàn chứ không phải là cái chứ không phải làm cái chỉ ước lượng hay là chỉ suy diễn một cách là bình thường, mà là chứng minh chặt chẽ về mặt toán học. Còn nói thêm một chút nữa nhé, về công thức tổng quát thế này, công thức này này là người ta đã chứng minh một lý rất quan trọng là chứng minh công thức tổng quát với A như thế nào, B như thế nào, FN như thế nào, thì TN như làm sao. Thì đây cũng là một cái định lý rất rất quan trọng, nhưng mà khó rất là nhiều lần. Thì cái này là nếu có điều kiện trong tương lai tôi sẽ cùng các bạn chúng ta giải cái nhưng mà đây là một cái phương trình truy hồi để tính cái thời gian chạy của một cái thuật toán theo phương pháp là chia để trị, được chưa? Nhưng mà chúng ta sẽ quay lại sau. Rồi, như vậy vừa nãy giờ chúng ta chỉ ví dụ minh họa một cái thuật toán cụ thể, là chính là thuật toán gì? Thuật toán tìm kiếm nhị phân. Thì với cái thuật này chính là một cách làm của chia để trị. Và có rất nhiều các cái bài toán khác mà dựa trên cái ý tưởng của cái tìm kiếm nhị phân này. Thì là chúng ta sẽ quay lại sau nhé. Bây giờ tôi sang phần tiếp theo, phần rất quan trọng là chúng ta sẽ cùng nhau thiết lập một cái thuật toán tiếp theo, bài toán thứ hai. Mà bài toán này là thực sự theo đúng nghĩa chính là chia để trị. Chúng ta sang phần thứ hai nhé của bài hôm nay nhé, là chúng ta cùng tìm hiểu cái gọi là cái hai nhỏ đi, tự đã làm phần một nhỏ nhé, phải hai là thuật toán. Chúng ta cùng tìm hiểu cái thuật toán sắp xếp trộn.
sắp xếp chỗ. Đấy. Rất quan trọng. Cái này là có hẳn sắp xếp chỗ là có hẳn là 4 tiết ở trong chương trình lớp 11 nhé, là một trong là đây là cái phần là kiến thức chính nhất ở trong cái chuyên mục là cái chủ đề là chi để trị. Cái đề tiếng Anh là nó là merge sort. Được chưa? Thế bây giờ để hiểu toán này thì chúng ta cùng nhau cùng nhau nhớ lại cái chúng ta cùng phải nhớ lại cái bài toán, nhớ lại cái bài toán, nhớ lại cái bài toán trộn dãy. Trộn dãy. Như sau này, cho trước hai dãy, cho trước hai cái dãy B và C đã được sắp xếp đúng, đã được sắp xếp tăng dần. Đúng không nào? Tăng dần. Bây giờ cần trộn hai dãy lại, cần trộn hai dãy B và C để tạo thành dãy A. Dãy A sao cho A cũng sắp xếp tăng dần. A là sắp xếp tăng dần. Sẽ tăng dần. Được chưa? Đấy. Chúng ta nhớ lại cái bài toán này. Cái bài toán này đã được là cái bài toán tôi đã minh họa ở trong cái phần là sử dụng là hai con trỏ. Cho nhớ lại nhé. Đấy, bài này. Bây giờ tôi sẽ nhắc lại một chút cái bài này để chúng ta hình dung nhé. Như vậy là cho trước chúng ta sẽ phải tạo một cái hàm là hàm mà cần tạo một cái hàm hàm có tên là merge B và C. Hàm này sẽ trả lại cái dãy A. Hàm này sẽ trộn hai dãy, hàm này sẽ trả lại dãy A, trả lại dãy A là trộn của hai dãy B và C. Đấy. Thế ví dụ nhé. Ví dụ như là B bằng 1, 3, 7, 10. Đấy. C bằng 0, 2, 4, 6, 5, 6. Đấy. Để trộn lại nhé. Đấy. Nhưng mà cả B và C đều sắp xếp tăng dần. Đấy. Nhưng mà tôi trộn lại để tạo thành một dãy A cũng sắp xếp tăng dần. Thì kết quả của nó là như sau. Ta có này, A sẽ bằng, ta trộn như sau này, chúng ta cứ lần lượt ta lấy thôi. Đầu tiên là 0 này, 0 này, sau đó phụ tử tiếp theo là 1 này, sau đó là 2 này, sau đó là 3 này, sau đó là 4 này, sau đó là 5 này, 6 này, 7 này, 10 này. Như là trộn lại. Được chưa? Trộn lại. Thế thì toán nào? Thì trên thuật toán chúng ta sử dụng hai con trỏ. Chúng ta nhớ lại một chút nhé. Hai con trỏ như sau này. Ở đây là B này. Ở đây là C này. Đấy. Chúng ta dùng hai con trỏ là đây là Y này, dùng hai con trỏ đây là Z này. Đấy. Và chúng ta nối nó vào. Đấy. Chúng ta cái phần tử ở đây là phần tử K. Đây là A này, đây là B này, đây là C. Chúng ta đồng thời cho Y chạy trên B và Z chạy trên C. Và mỗi Y dạy như vậy chúng ta kiểm tra nếu mà BI mà nhỏ hơn CZ, chúng ta cho BI vào A, vào vị trí K của A. Ngược lại nếu BI mà lớn CZ, chúng ta cho CZ này vào K. Vào như vậy chúng ta sẽ dịch chuyển cái YZ sang bên phải, K cũng dịch chuyển. Khi nào dịch chuyển A, K đến đây thì là xong. Chúng ta nhớ lại cái đó, tôi chia lại các bạn xem nhé. Tôi sẽ chạy chương trình cho cái phần merge này trước, trộn lại trước, sau đó tôi mới quay lại để chúng ta xem lại cái thuật toán sắp xếp trộn, điều mình mới thấy hay của nó nhé. Đấy, để chúng ta cùng nhau làm cái phần trộn này trước nhé. Đây, bây giờ tôi sẽ làm trước cái thuật trộn. Thì tôi lưu ngay ở đây nhé. Đây.
Đầu tiên là tôi làm cái đầu tiên là trộn hạt dễ trước nha, trộn. Trộn hai dãy đã sắp xếp, B và C nhé, bất kỳ nhé. Kết quả trả về dãy A. Đây tôi mô tả luôn rất nhanh nhé, chúng ta vừa làm chúng ta vừa nhớ lại cái bài nào trước tôi đã giải trí lớp rồi sao đúng không? Đầu tiên tôi là merge này, BC. Đó. Thì BC đã sắp xếp rồi, bây giờ tôi sẽ tôi tạo trước một dãy A. Tôi tạo trước dãy A có cái độ dài bằng đúng là B cộng với C. Tổng tổng độ dài BC thứ tư đặt là M, M bằng len của B này. N bằng len của C này. Đấy. Thì tôi đặt A bằng là cái tôi đặt nó là không và nhân với m cộng n. Mà tôi đặt a là cái dãy toàn số không trước đã, dãy số không và đúng có độ dài của a bằng tổng của b và c, a chia kết quả lưu của cái chuẩn của b b và c. Chúng ta chưa nhớ lại nhé. Rồi bây giờ tôi cho cái biến y jk này, y bằng không này, y bằng j bằng k bằng không xuất phát từ đầu hết. Y chạy trên B, J chạy trên C và K chạy trên A. Được chưa? Đó. Đấy nhé. Rồi bây giờ chúng ta làm như sau này. Cái này rất hay vì nó là Y J là chính là hai cái bên hai con trỏ đấy, hai cái bên hai con trỏ chạy đấy. Còn K chỉ là chạy phía dưới thôi. Y J chạy trên B, Y chạy trên B, J chạy trên C và K chạy trên A. Thì tôi kiểm tra sau này y chừng nào mà y còn còn nhỏ hơn m, đồng thời n j còn nhỏ hơn n, tức là y y và j còn chạy ở bên trong lòng cái dãy b và c. Chúng ta nhớ lại là cái chỉ số của b và c là từ 0 đến chỉ số của b là từ 0 đến m trừ 1, chỉ số của c là từ 0 đến n trừ 1. Như vậy là y y nhỏ hơn m và j nhỏ hơn n, là trong khi mà y và j vẫn đang nằm ở trong cái phạm vi của b và c khi chúng ta làm nhé. Đấy. Chúng ta kiểm tra này, if này, if mà b y nhé mà nhỏ hơn c y cg đấy. Thì chúng ta sẽ đưa cái biến bi này vào a nhé, mà các chúng ta gọi là đặt là ak bằng b y đấy. Nếu bi nhỏ cho thử lấy một từ ra, khi y với y cùng chạy nhé, nếu bi nhỏ hơn cg thì lại bi nhỏ hơn, chúng ta đưa bi vào a trước, chúng ta tăng y lên một đơn vị ở tại đây. Còn ngược lại, nếu như mà bi mà lớn hơn cg thì chúng ta đưa cg vào, chúng ta viết là ak bằng cg, được chưa? Và sau đó là tôi di tăng lên một đơn vị. Nhưng mà tôi hoặc là tôi dịch chuyển trên mỗi lần như vậy, tôi dịch chuyển hoặc dịch chuyển trên B tăng y lên một đơn vị, hoặc dịch chuyển trên C tăng y lên một đơn vị, và sau khi chúng ta đi xong rồi thì chúng ta sẽ tăng k lên một đơn vị. Sau đó chúng ta mới dịch chuyển. Đấy. Như vậy là cái vòng lặp này là vòng lặp chúng ta sẽ di chuyển trên B và C đồng thời, và mỗi lần như vậy chúng ta lấy một từ nhỏ hơn chúng ta đưa vào A. Khi kết thúc cái vòng lặp a này thì hoặc là cái y nó đến vượt đến cuối của b hoặc là j đến cuối của c. Làm sao bây giờ kiểm tra này, if mà y mà bằng rồi, chỗ này ta phải lùi ra đây thì cho nên đấy, if mà y bằng m tức là gì, tức là y đã ra ngoài, đã ra ngoài của b rồi, đã ra ngoài mảng b rồi. Đấy. Tức là nếu y mà bằng bằng m tức là chạy y gì chạy ra ngoài b rồi, thì lúc chúng ta riêng mà chúng ta dồn tất cả các phần tử của c vào a nhé. Đấy.
Thì lúc bây giờ chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta nếu như chúng ta sẽ chuyển chuyển phần còn lại, chuyển phần còn lại của C vào A, chuyển từ địa chỉ G nhá. Đây chúng ta làm sao, thì chúng ta làm sao, chúng ta phải y, chúng ta vẫn chuyển G, y G mà nhỏ hơn n, chúng ta tiếp tục di chuyển trên C, chúng ta đặt là AK. Lúc bây giờ hết B hết rồi mà B đã ra ngoài rồi, lúc bây giờ ta đặt AK bằng C G. Đó. Sau đó chúng ta tăng G lên một đơn vị, chúng ta chuyển động trên C mà. Đấy. Và chuyển tăng K lên một đơn vị. Đấy. Được chưa? Còn ngược lại chỗ này else. Chỗ này là gì? Là nếu mà G bằng N tức là G ra ngoài rồi, để biết. G ra ngoài C cần chuyển phần còn lại của B vào A. Đấy. Được chưa? Đây thì biết là A K bằng B I. Ta tăng y lên một đơn vị, tăng k lên một đơn vị, được chưa? Đấy. Và cuối cùng chúng ta kết thúc ở đây, chúng ta return a. Đây chính là cái đoạn chương trình mà nó tôi vẫn trỏ lại cho xem nhé. Đây cái thuật toán là merge trộn hai dãy bc rất quan trọng. Thuật toán này đóng vai trò quan trọng ở trong cái thuật toán sắp xếp trộn mà chúng ta đang làm. Nhưng mà cái phần này rất quan trọng, tôi nhắc lại, tôi làm lại cho bạn xem một chút nhé. Đó. Thì cái hay nhất của thuật toán này là cái gì? Cái hay nhất là chúng ta chỉ cần vòng lặp là đi dọc theo B và C thôi. Và ở chỗ này là đi nốt B hoặc đi nốt C hoặc là nốt B. Cho nên là toàn bộ cái thuật toán này nó chỉ di chuyển dọc theo B và C thôi. Và từ đó suy ra là gì? Suy ra là phức tạp của thuật toán này nó chỉ là O lớn của M của N thôi. Hay là nó chính là độ O lớn của N của độ dài của A. Đấy. Nhé. Vậy chúng ta suy ra như sau này. Cái thuật toán trộn này hay nhất của nó là ở chỗ này. Đấy. Chúng ta vừa làm thuật vừa đúng không? Thuật toán này có điểm hay nhất của nó là như thế này. Đây cái bút nhé. Cái thuật toán trộn mà chúng ta vừa làm ấy, cái thuật toán trộn, cái bài toán trộn đó nhé, cái thuật toán mà trộn hai dãy đó có cái thời gian là như sau. Có thời gian là O lớn của M cộng N. Đấy, rất quan trọng. Còn đây chúng ta coi A là đầu vào thì nó chính là O lớn của len A. Cái đó là nó là tuyến tính, được chưa? Đấy, chúng ta chú ý nhé. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau dựa trên thuật toán này, chúng ta sẽ cùng nhau giải cái bài cái bài toán là sắp xếp trộn hai dãy và giải theo đúng nghĩa của gì? Đúng nghĩa của chia địa chỉ. Rồi chúng ta quay lại, bây giờ chúng ta cùng nhau làm tìm cái thuật toán trộn sắp xếp trộn. Để cho trước dãy A, mảng A cần sắp xếp A theo thứ tự tăng dần. Cái thuật toán này là rất quan trọng các bạn nhé, rất quan trọng. Chúng ta chú ý là chúng ta đã học gì? Chúng ta đã học là sắp xếp chèn học rồi này, sắp xếp chèn này, sắp xếp chọn học rồi nhé, trong các bài trước nhé. Và sắp xếp nổi bọt cũng học rồi nhé. Thì từ đây chúng ta chuyển sang làm một cái bài toán khác hẳn, đây là sắp xếp theo cách mới là dựa trên cái việc trộn hai dãy kia. Chúng ta làm như sau nhé. Thì trước tiên
tư tưởng của nó là cái gì? Đây, tư tưởng của nó là như này nhé, là chúng ta cứ chia đôi cái dãy A ra, sau lại chia đôi mãi, chia đến khi nào mà còn một phần tử thôi nhé. Chúng ta cứ chia chia mãi và khi còn một phần tử thì chúng ta sẽ merge lại. Bây giờ chúng ta đi vào cái ý tưởng này nhé, để chúng ta đi vào cái ý tưởng của thuật toán này, ý tưởng này. Ý tưởng của nó chính là chia để trị. Đấy, chia để trị. Ví dụ nhé, tôi lấy ví dụ này. Ý tưởng này là sử A bằng như sau, như là sử A này bằng là 4, 2, 7, 5, 6. Lấy ví dụ như này nhé. Đấy. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ như sau này. Chúng ta sẽ chia đôi ra. Đấy. Chúng ta sẽ chia đôi ra và tạo thành hai dãy con là như sau là 4, 4, 2, 7 và đây là 5, 6. Chia đôi ra. 2, 7. Sau đó chúng ta lại chia tiếp. Nhé. Chúng ta lại chia tiếp. Chúng ta lại chia tiếp ra. Nhé. Chia tiếp ra thành hai dãy con là 4, 2. Ở đây là 1 là 7 thôi. Ở đây chia ra làm 2. Ở đây chia ra làm 2 là 5 và 6. 5 và 6. Được chưa? Rồi chúng ta bây giờ chúng ta sẽ lại chia tiếp 42 là chia tiếp nha, 42 là chia tiếp, còn lại là 4 và 2. Đấy. Như vậy chúng ta chia tiếp đây là 42 này, 7, 5, 6 này. Bây giờ chúng ta sẽ gộp lại, chúng ta sẽ merge lại. Được chưa? Đây này, chúng ta cùng nhau nhé. Bây giờ 42 là merge lại này. Merge lại thì khi merge lại thì là nó sẽ thành dãy có thứ tự. Merge lại nhé, đây này, merge lại chỗ này nó sẽ thành là 24, dùng 4 là 24. Ở 7 này xuống đây là 7 nhá. 7 này xuống đây là 7 và chúng ta sẽ merge lại. Merge lại chỗ này là 247 sẽ là 247. Đây chúng ta merge lại. Merge lại đây sẽ là vẫn là 56. Chúng ta hạ xuống đây, đây vẫn là 56. Đấy, 56 ở đây nhé. Và đây chúng ta lại merge, chúng ta trộn lại. Dùng cái trộn như chúng ta đã làm đấy, merge lại nhé. Đây. Trộn lại. Thì là trên sau này đây sẽ là 2 này, 4 này, 5 này, 6 7. Và kết quả ra chúng ta thu được cái dãy là đã tăng dần. Như vậy là chia và trị thôi. Bản chất của nó chính là chia và trị, và do cho nên là người ta ở trong trong các sách giáo khoa về thuật toán ấy thì cái mô hình chia trị này là cái mô hình rất hay được người ta đưa vào các hình vẽ để mô tả cái chia để trị đó. Thì trong các sách giáo khoa của chúng ta cũng thấy là nó có rất nhiều những cái bài toán đó nhé. Thì tôi cho các bạn xem một cái hình ảnh như vậy thôi, ở trong hình trong sách giáo khoa có đấy. Thôi được, cái này các bạn cứ rửa sách giáo khoa lên một ra là có nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay lại, chúng ta sẽ lập trình nhé. Đây, bây giờ chúng ta sẽ quay lại đây. Bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp tục cái phần quan trọng nhất là chúng ta sẽ chia. Đấy, chúng ta chia như sau nhé. Để chúng ta cùng nhau làm cái bài này. Đây, nhé. Chúng ta tạo cái đây. Chúng ta đặt tên tên là merge sort. Dãy A chúng ta đầu vào dãy A nhé. Đấy. Chúng ta làm như sau này. Hàm này sẽ là sắp xếp lại A theo cái chi để trị. Thế cái làm như sau nhé. Bây giờ chúng ta kiểm tra nếu mà len A mà nhỏ hơn 1 thì chúng ta vẫn để nguyên. Chỉ cần một chúng ta phải làm thôi. Thì chúng ta return A. Vì ngược lại này. Else. Được chưa? Đó thì ta cho chia. Chúng ta đặt K bằng len A chia 2. Được chưa? Rồi chúng ta gọi để quy này, chúng ta gọi B bằng merge sort. Đấy. Của cái gì? Của cái phần đầu của A nhé. Phần đầu của A chính là A bắt đầu từ 0 và kết thúc tại vị trí K.
K trừ 1. Đấy. Đây là cái đây là chỉ cái gì nhỉ? Cái phần đầu của A đúng không? Và ta đặt B bằng merge sort, gọi để quy nhé, A phần sau là K và kết thúc đây, phần sau của A. Và như vậy là chúng ta gọi K bằng len A chia 2 và chúng ta lấy K làm cái điểm trung gian đó và chúng ta gọi đây là C, đây là C. C là merge sort, sắp xếp sort của phần đầu của A, còn C là phần sau của A, sau cái phần tử K này nhé. Đấy. Và cuối cùng chúng ta đặt lại, chúng ta đặt A hay là chúng ta return lại cái dùng cái hàm merge ở trên này. Đấy, chúng ta nối lại hàm merge của B và C. Đấy chưa? Nhưng mà cái tờ xóa đèn nó rất đơn giản như này này. Đấy, đây chỉ cho sẽ chọn này. Đây là chia 2 như này. Đấy, chúng ta gọi để quy tiếp này. Đấy, và trả về cái merge này. Đấy, thì như vậy thì nhá. Đây là đoạn này là cái đoạn mô tả cái phần cơ sở của để quy. Là giờ hiểu như vậy. Đây là cái hàm để quy mà. Hầu hết tất cả những cái hàm mà mô tả biểu diễn thuật toán chia để trị đều dùng để quy hết nhé. Thì phần này là cái phần ban đầu thôi, cái phần là cơ sở. Còn đây là phần bắt đầu phần này. Ta đặt K vào cái này chính là chia, đây chính là chia. Cái hai cái lệnh là B bằng merge sort, C bằng merge sort chính là cái lệnh trị, gọi là trị chia và trị đây. Còn return cái lệnh merge này chính là gì? Cái merge này chính là kết hợp. Thế nào? Nó rất đơn giản, chúng ta kiểm tra đúng không nhé? Bây giờ chúng ta đặt là chúng ta kiểm tra này. Đây là chương trình chính này. Chính chính nhé, là sự đặt A bằng dãy bất kỳ này 2 1 8 4 6 - 7 0 - 10. Đó. Và tôi viết A bằng merge sort, à chính là A này nhé, và tôi print ra, print A. Ở đây tôi sẽ print A, print cái A trước khi mà chúng ta đấy nhé, print A trước khi mà chúng ta chạy. Và bây giờ tôi ghi ra cái bản này, tôi ghi ra và hôm nay là bài số, hôm nay là bài số 8 nhé. Đây là merge sort, merge sort. Đó, chạy thử nhé, sao được không nhé. Các bạn nhớ ghi chép lại cái phần này nhé. Đây, chép lại một chút. Nhưng mà nó có hai hàm. Cái hàm chính là hàm merge sort đây, và nó hàm này nó sử dụng cái merge này. Đấy. Thấy con nào? Đấy. Ở đây nhé. Đấy. Chạy thử xem có đúng. Đây này. Đấy. Đúng rồi đấy nhé. Đây chính là -10 - 7 - 8 - 0 - 0 - 1 - 2 - 4 - 6 - 8. Như vậy là cái số toán này là chúng ta coi như là đã đúng nhá. Thế là muốn chứng minh đúng, chúng ta phải chứng minh nhá. Nhưng mà đây chúng ta bỏ qua phần chứng minh. Đấy. Được chưa? Kia thực chất ra khi chúng ta dùng cái hình ảnh này để mô tả thì nó chính là chứng minh rồi đấy nhá. Đó. Được chưa? Bây giờ tôi viết lại cho các bạn cái em đây, vì nó quan trọng tôi viết lại và tôi cùng phân tích với các bạn ở đây nhé. Đây thì ở đây chính là cái thuật toán chính này, thậm chí là như sau nhé. Để tôi viết lại cái thuật toán này, đây là cái thuật toán sắp xếp trộn rất quan trọng nhé. Tôi viết lại cái hàm là merge sort, tôi viết dưới cái dạng là gì, tôi viết dưới cái dạng là thôi tôi viết đây. Viết lại toàn đó cho chúng ta xem. Tôi viết lại dưới cái dạng là, tôi viết lại dưới dạng Python luôn nhé. Tức là viết dạng mã giả cũng được, tôi viết dạng Python luôn. Dep nhé. Đấy. Được chưa? Bây giờ là if này. If len của A nhỏ hơn hoặc bằng 1 thì chúng ta sẽ return A luôn.
return a. Đấy, bây giờ else này, else nhé, hai chấm này, chúng ta đặt k bằng len a chia 2. Đấy, sau đó chúng ta đặt là gọi luôn là để quy này, b này bằng là merge sort, gọi để quy chính nó nhé, à, của cái của a bằng dãy a tính từ đầu cho đến k. Đấy, còn c là merge sort của a tính từ k trở đi. Đấy, tức là cái merge b là merge sort của a tính từ 0 đến k trừ 1, còn cái c là merge sort của a tính từ k cho đến len a trừ 1. Đấy, và cuối cùng chúng ta sẽ trả về tập chuyện đây đi thân luôn nha, rất là hay. Đi thân là cái hàm chúng ta merge lại, dùng cái hàm merge mà b và c đó. Đấy, nhưng mà đây là chính là thuật toán, hay là cái chương trình của chúng ta, đây là lệnh nhất này, lệnh thứ hai này, lệnh thứ ba này, lệnh thứ tư này, lệnh thứ năm này, lệnh thứ sáu này, lệnh thứ bảy, tất cả nó có 7 lệnh, nó rất là đơn giản, được chưa? Đó, bây giờ chúng ta cùng nhau phân tích một chút nhá. Đây, phân tích này, à, chúng ta cùng nhau tính cái thời gian nhé, phân tích nhé. Bây giờ với cái trường hợp mà tính nha, tính tn của này, thì với n, với cái nếu n mà nhỏ hơn bằng 1 nhé, đây thì từ cái dòng 1, 2 này dư thân a vậy suy ra thì là tn bằng 1 luôn, chưa? Còn tổng quát này, tổng quát nhé, tổng quát chúng ta có này, cái dòng số 4 này là mất là một đơn vị thời gian này, cái dòng số b và c đây, b và c chính cái gọi chính nó chính là tn chia 2, đúng không nào? Dòng lệnh số 6 chính là tn chia 2, đúng không nào? Cái hàm merge này, hàm merge vừa nãy tôi vừa chứng minh là hàm merge này là cái lệnh merge này, cái toán merge này là chỉ mất là on thôi, chỗ này chính là on đó. Còn chúng ta suy như sau rất quan trọng này, ta suy ra này, tn này bằng này bằng 2 lần tn chia 2 và cộng với on. Đấy, được chưa? Từ chính hàm này ta suy ra ngay, để thấy này, t bằng 2 lần b cái dòng 5 6 b và c, cái b bằng c bằng chính là tính là mất là n chia 2, tn chia 2 và tính làm 2 lần lên, bằng 2 lần tn chia 2. Còn hàng cái dòng 7 đây, return must b và c thì cái dòng 7 này chính là on thôi, on. Còn cái dòng số 4 là mất một đơn vị thời gian thì 1 cộng với on chính là on. Cho nên là chúng ta có công thức sau đây. Công thức rất quan trọng luôn, rất quan trọng. Đấy, là như sau này. Chúng ta có này t nhé. Coi như t0 đi. À, t0 bằng 1. t1 bằng 1. Đấy, và tn bằng gì, 2 lần tn chia 2 cộng với on. Đấy, như vậy là cái công thức truy hồi của cái thuật toán sắp xếp chọn nó chính là công thức mà chúng ta đã biết ở phía trên, ứng với là b bằng 2, c bằng 2, à, b bằng 2, a bằng 2 ở đây và fn chính là on. Đấy, chúng ta thấy công thức nó chính là cái này, nó chính là cái hàm, là cái tổng quát tôi lúc nãy đấy, tức là mọi cái hàm, mọi cái thuật toán mà dùng cho chia trị nó đều có công thức tổng quát như thế này. Đây, tn bằng b nhân tn chia a cộng fn. Thì trường mà sắp xếp trộn thì là b sẽ bằng 2, a bằng 2, như vậy tn bằng 2 lần t của n chia 2 cộng với fn, đây chính là on, là một cái hàm tuyến tính của n đó. Và do đó chúng ta có thể suy như sau, với nó tính của n cho nên chúng ta có thể coi như sau nhé. Đấy, đây, chúng ta có thể coi như sau, không mất tổng quát, không mất tổng quát. Có thể coi như sau này, có thể coi như sau là t0 bằng 1, t1 bằng 1 và tn
bằng 2 lần t của n chia 2 cộng với một cái on, có thể biết là c nhân n, trong c là hàng số đấy, vì nó là chân chính của n mà, chứ nó sẽ là nó có thể coi cái hàm là cái hàm cái on đó chính là c nhân n với c là một hàng số nào đó. Thì đây là công thức tổng quát để tính cái thời gian chạy của cái thuật toán là sắp xếp trộn, thấy không nào? Thế thì cũng như vậy, thì cái với bài tổng quát này chúng ta sẽ công nhận, nhưng mà bài này là hoàn toàn có thể chứng minh bằng toán học chặt chẽ và học sinh lớp 11, 12 là hiểu hoàn toàn luôn. Thì cái thức này, cái thức mà để chứng minh cái thức này là cái thức là không vượt ra ngoài cái thức phổ thông một tí nào cả, hoàn toàn nằm trong cái thức của lớp 11. Đấy. Ở đây tôi sẽ để dạng, tôi để dạng là một định lý nhé. Mà tôi mong muốn là lớp chúng ta, tôi cùng các bạn, chúng ta sẽ chứng minh cái này trong một, mà trong phần sau của cái của cái lớp này. Ở đây tôi viết luôn, đây là một cái định lý rất quan trọng nhé. Định lý là với định như sau này, phải hiểu như sau này. Độ phức tạp thuật toán, độ phức tạp thời gian của thuật toán sắp xếp trọn là độ phức tạp thời gian của cái thuật toán sắp xếp trộn đang tìm là như sau nhé. Thuê giáo viên Là như sau này, nhắc lại là chúng ta hoàn toàn có thể chứng minh bằng toán học nhé, bằng là O lớn của N log N. Đấy. Đây là công thức rất là đẹp luôn. Chứng minh nó là hoàn toàn nằm trong kiến thức toán học phổ thông, không vượt ra ngoài kiến thức phổ thông một chút nào cả nhé. Đó thì cái này tôi sẽ đưa thành các bài tập về nhà và mong muốn rằng lớp chúng ta sẽ cùng nhau giải bài này nhé. Tức là các bạn nào học sinh trẻ đấy, chúng ta nghiên cứu. Cái này muốn tìm hiểu cái này thì là kiến thức của cấp 2 chắc là chưa đủ, nhưng cấp 3 thì hoàn toàn đủ. Đây là một điều rất là hay luôn nhá. Nhưng mà chúng ta thấy như này, vậy chúng ta từ đây chúng ta vừa làm việc rất rất quan trọng sau đây này. Tức là chúng ta đã biết là các cái thuật toán sắp xếp này, các cái thuật toán sắp xếp dãy nhá. Sắp xếp dãy nhá. Dãy số nhá. Này, sắp xếp chèn, sắp xếp chọn và sắp xếp nổi bọt chúng ta đã học rồi, và cả ba cái này chúng ta đã chứng minh được rồi. Chúng ta đã biết rằng là nó có độ phức tạp thời gian là ON bình phương đấy, cái này đã biết rồi nhé. Còn sắp xếp trộn chúng ta vừa học hôm nay, dùng chia để trị, dùng có dùng kỹ thuật mới, và chúng ta chứng minh rằng nó là có độ phức tạp thời gian là ON log N. Đấy. Thì các bạn biết trong lý thuyết thuật toán ấy, thì cái thời gian là N log N là tốt hơn hẳn so với ON bình phương. Đấy. Như vậy là cái thời gian chạy, chúng ta vừa tìm được cái lời giải mới của bài toán sắp xếp dãy số với thời gian chạy là tốt hơn hẳn sắp xếp chèn, sắp xếp chọn, sắp xếp nổi bọt. Cụ thể ở đây là gì? Cụ thể ở đây là gì? Đây tôi cần xóa cái rưỡi đi nhé. Đấy. Xóa cái này đi, viết nhầm rồi. Đấy. Hồi tôi xóa cái viết lại cho này. Này cứ bị rồi này. Là ô của N log N. Đấy. Được chưa nào? Đấy, thì đây là cái. Như vậy tới chỗ này là cái chỗ mà là từ cái chỗ này của chương trình lớp 11 là một chỗ rất rất đẹp rồi các bạn ạ. Rất đẹp rồi nhá. Tức là chỗ đã chứng minh được là cái thuật toán là tìm được cái lời giải mới, thuật toán mới cho sắp xếp chèn, chọn và nổi bọt có cái độ phức tạp thời gian là tốt hơn hẳn là N log N. Và với cái cách làm cũ này thì chúng ta chỉ làm cái thuật toán, chúng ta biết là nó gọi thuật toán tự nhiên châu bò đúng không nào? Nhưng mà tất cả các ba thuật toán ban đầu chúng ta học ấy, chèn chọn và nổi bọt lại thuật toán tự nhiên châu bò. Còn với sắp xếp trộn thì chúng ta đã dùng kỹ thuật chia để trị, kỹ thuật
chia để trị, và chính những cái thuật mới này mà chúng ta tạo ra được một cái thuật toán mới có cái độ phức tạp là hơn hẳn cái độ thuật toán đang đang có, được chưa? Thì đây là một cái bài toán rất điển hình các bạn ạ, rất điển hình về về chia để trị. Và chúng ta sẽ trong thời gian tới này chúng ta sẽ làm các bài tập liên quan đến cái phần này, chúng ta sẽ phải làm rất nhiều bài tập xung quanh các cái thuật toán chia để trị. Ví dụ như thuật toán tỉ cống nhị phân cũng là một dạng của chia để trị, sắp xếp chọn cũng là chia để trị. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm một bài toán nữa nhé, sử dụng cái chia để trị. Đấy, bây giờ chúng ta cùng nhau giải một bài toán nhé. Bài toán này cũng rất là hay, cũng hay thường được trong các tài liệu mà ta hay đưa vào trong trong các tài liệu về 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 về, về thuật toán nhé. Toán này thì không có trong sách giáo khoa lớp 11 chúng tôi vẫn nói nhé. Chúng ta cùng nhau làm lại cái bài toán mà tôi đưa từ hồi đầu ấy, là bài toán là tìm 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 tổng quan lớn nhất. Đây, bài toán. Một bài toán thì có rất nhiều lời giải. Khi chúng ta biết thêm một cái thuật mới, chúng ta có thể áp dụng thử xem nó có hơn gì không nhé. Nhưng bài toán tìm tổng quan lớn nhất này, tổng quan lớn nhất. Đấy. Là bài như nào cho nhớ lại nhé. Chúng ta nhớ lại bài toán là như thế này. Bài toán này. Cho trước dãy A là gồm các số nguyên có thể dương hoặc âm nhé, cho phép nhé. Đấy, một cái tổng con là hiểu là một cái tổng của một cái dãy con liên tục của A, cái kiểu là S E G sẽ bằng là A I cộng với AI cộng 1 cộng vân 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 cộng với AG cái y gì đó. Bài toán như sau, bài toán là hãy tìm và chỉ ra luôn tìm cái dãy con dùng dãy con liên tục ở trong A có tổng con lớn nhất, có tổng con là maximum. Thì bài này tôi đã từng giải cho các bạn, mà chúng ta cũng đã từng giải với nhiều cách khác nhau, cách trâu bò có rồi nhé, cách dùng hai con trỏ chúng ta làm thử rồi. Bây giờ chúng ta hãy cùng làm thử bài này theo cái thuật chia để trị sẽ có làm được không. Thì chúng ta thử xem với cái bài này chúng ta thử làm chia trị xem nó có hơn gì không, hay nó hay hơn gì không, được chưa? Đấy, thì bây giờ chúng ta cùng nhau làm nhé. Đấy, bây giờ chia để trị xem nó như thế nào. Đây, thì bây giờ chúng ta sẽ phân tích như sau này. Bây giờ chúng ta cùng phân tích nó để ta cùng tìm hiểu và phân tích nhé. Phân tích bài toán theo chia để trị. Chia trị ra thì tức chúng ta cái dãy lớn chúng ta chia đôi ra sẽ như thế nào. Chúng ta tìm hiểu xem như vậy là trong chúng ta có thể suy cái bài toán tìm dãy con có tổng là lớn nhất, có thể suy được về cái bài toán tìm dãy con trong có tổng nhất ở trong dãy con được hay không. Đấy, chúng ta chú ý nhé, ở trong dãy con được hay không. Đấy, chúng ta cùng nhau phân tích nhé. Đây, bây giờ sửa chúng ta có một dãy như này nhé. Và chúng ta hãy chia đôi cái này ra. Giả sử đây là phần tử mít đi. Đấy. Chúng ta chia đôi ra một nửa ở đây và một nửa ở đây. Đấy, thì bây giờ chúng ta cùng nhau phân tích xem là có thể hay không tìm cái dãy con tổng lớn nhất nằm trong cái phần gọi là phần phần nửa đầu của tôi, gọi đây là B nhé, đây là phần C được hay không. Và đây là phần tử mít nhé. Đấy. Thì bây giờ chúng ta phân tích như này này. Ý bài này nói chung là rất là hay nhé. Bây giờ chúng ta thì tìm hiểu xem là tất cả các cái dãy bìa phân loại các cái dãy con liên tục ở trong A như nào. Bây giờ chúng ta cùng nhau phân loại các cái dãy con liên tục ở trong A, trong dãy lớn đấy.
còn liên tục nhé. Ý muốn chúng ta cần liên tục để chúng ta tìm cái tổng con. Đấy. Thì chúng ta làm thế nào? Bên trong thì chúng ta thấy là có thể thấy thấy ngay là chúng ta chia cái con là chỉ có ba loại thôi, chỉ có ba loại. Loại thứ nhất là nằm gọn trong B, là nằm dãy con đó là nằm gọn ở trong trong phần đầu của A. Đây, phần đầu của A. Hai là nằm gọn trong dãy con C ở phần sau của A. Và ba là không nằm gọn trong B là cái dãy con đó phải vắt qua cái điểm mid. Dãy con là chứa cái phần tử giữa, phần tử mid ở giữa đó. Tức là cái dãy con là vắt qua qua điểm giữa. Thì tôi gọi tạm dãy con, đây là cái dãy con là tôi gọi là dãy con xuyên tâm nhé. Đó, nhưng mà chúng ta phân tích này, như vậy là cái dãy con, mọi dãy con liên tục của chúng ta hoặc là nằm ở trong gì, hoặc là nằm ở trong B, hoặc là nằm ở trong C, hoặc là gì, hoặc là xuyên tâm. Thì nếu nằm trong B thì chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể dùng chi để trị, chúng ta dùng đệ quy, chúng ta tính được cái tổng con mắc ở trong B. Nằm gọn trong C chúng ta có thể hoàn toàn chúng ta có thể tìm bằng cách là đệ quy gọi C nhé. Còn xuyên tâm thì chúng ta phải tính riêng. Đấy, thế biệt chúng ta cùng nhau đây, nhưng mà chúng ta cùng nhau từ đó suy ra là cái bài này là như sau. Cách làm là như sau nhé. Đây, chúng ta đưa ra cái từ cái gọi là cái tư duy này, bây giờ chúng ta sẽ đưa ra cái phác thảo của thuật toán, hay là chúng ta đưa ra cái pseudo code nhé. Bây giờ chúng ta phác thảo ý tưởng chia để trị nhé của thuật toán là như sau nhé. Đây, bây giờ ta làm thử này, chúng ta cùng nhau nhé. Tôi ký hiệu cái này nó là ký hiệu là max sub array nhé. Đây, ký hiệu như này. Đây, cái này là A đi. Đây là cái tờ phác thảo nhé. Đấy. Bây giờ là nếu này, nếu hay là dùng if này, nếu mà len A bằng len A mà nhỏ hơn bằng 1 thì thôi, thì tôi return luôn. Return luôn cái A luôn, nó có một phần tử thì chẳng so với ai cả. Bây giờ ngược lại, nếu không phải như vậy, chúng ta làm như sau. A lớn 1 thì chúng ta làm như sau. Cũng như vậy chúng ta chia đôi ra nhé. Chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta lấy mid bằng là phần tử của là len a chia 2 nhé. Và chúng ta đặt b bằng dãy con ban đầu là a 00 k. Và b và c bằng là a k như này, giống như là đối với hai ta tách ra hai đầu vòng ở phần cuối, được chưa? Rồi bây giờ chúng ta làm như sau này. Đây, chúng ta làm như sau. Chúng ta sẽ tính ba cái dãy nhé. Chúng ta tính ba cái dãy nhé. Đầu tiên chúng ta tính dãy là nằm trong B nhé. Thì tôi gọi cái đó là dãy, tôi gọi là dãy con 1 đi. Đây kiểu là dãy con maximum 1. Dãy con 1 nhé là bằng gọi cái hàm max sub array của B. Đấy, tôi gọi cái hàm. Vì là để quy được mà, để quy. Nhưng cái B là một con độ dài bằng nửa của A. Tôi gọi là dãy con 2 bằng max sub array của B nhé, của C. Và tôi gọi là cái dãy con A, dãy con 3 là cái tính là cái dãy con xuyên tâm có tổng lớn nhất. Là dãy con này là bắt buộc phải đi qua cái điểm mid. Dãy con 3. Và sau ta so sánh và cho chúng ta sẽ so sánh và tìm ra
tìm ra dạy con maximum có tổng lớn nhất trong số 3 dạy con trên, 3 dạy con trên, và chúng ta return đó, chúng ta return cái dạy con đó, return cái dạy con đã tìm thấy, được chưa? Đấy, như vậy bài này chúng ta làm ý tưởng như sau này. Từ chỗ này, cái phần này, phần 1, 2 này thì rất là dễ này. Nhưng cái số 3 tính mít giống hệt như là đối với cái bài sắp xếp mà chọn 4, 5 tính C này là quá dễ, không có gì phải làm nữa này. Cái dòng số 6, dãy con 1, ta gọi EQ cũng rất là dễ nhé. Dòng số 7, dãy con 2 tính EQ cũng rất là dễ. Dòng số 8 này khó hơn, dòng số 8 chúng ta phải tính dãy con xuyên tâm có tổng lớn nhất. Thứ ba chúng ta cần phải tính, chỗ này cần phải tính có một cái hàm riêng để tính cái này. Khi có cái hàm, khi có ba giữa con một, con hai, con ba, chúng ta so sánh rất đơn giản, chúng ta so sánh ba cái max thôi, ba cái tổng của nó nhé. Cái tổng là lớn nhất chúng ta lấy, thì cái phần cái lệnh số 9 thì cũng dễ, và số 10 thì càng dễ nữa. Nhưng mà cái bài này ý tưởng của nó là rất đơn giản, giống hệt như là cái tư tưởng chi đề trị mà chúng ta đã biết. Và bây giờ cái bài này chúng ta chỉ cần tính cái này thôi, tức là cho trước một cái dãy A và điểm mid xuyên tâm, chúng ta tìm cái dãy con mà vắt qua cái tâm đó mà có tổng lớn nhất, được chưa? Mà cái bài, mà cái bài này ý tưởng của nó làm là giống hệt cái bài, giống hệt cái tư tưởng của nó là về chia trị, nên phía nó rất giống nhau, tất cả các lệnh là đều rất là dễ dàng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cái bài toán là cho trước A và cho trước cái điểm mid ở giữa, bây giờ làm thế nào để chúng ta có thể gọi được cái tính được cái tổng con mà maximum đi qua cái xuyên tâm đó. Thời gian rất là dễ đây. Cái bài toán này chúng ta giải quyết bài toán này như sau, chúng ta đưa ra một cái bài toán, suy bài toán sau. Cái bài toán là cho trước A nhé, và cái mid là cái chỉ số, mid là chỉ số xuyên tâm đấy, và chúng ta sẽ tính tính cái dãy con xuyên tâm có tổng lớn nhất là như này này. Chúng ta có cái dãy A rồi nhé, vì chúng ta có cái dãy A đây, chúng ta có cái đây, đây chúng ta có cái dãy A đây nha, có cái điểm này là điểm mid đây rồi. Bây giờ cần tìm dãy xuyên tâm là nó có thể có đằng, có đằng sau, nhưng nó phải liên tục có đằng trước, đúng không nào? Đấy, được chưa? Đơn giản lắm, thì chúng ta chỉ cần đi về chúng ta cái gì, cái tổng của nó nhé, cái tổng con nó sẽ bằng cái tổng con ở phía sau cộng tổng con ở phía trước. Đấy, con sau là tính 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 tới bỏ cái mít ra thì tổng con đằng sau, đây là gọi là tổng con sau, đây là tổng con trước, được chưa? Chúng ta chỉ việc lặp mà vòng lặp đi từ mít trở về phía sau này, tìm ra cái chỉ số mà cái tổng này là max thôi. Đấy, và cho vòng lặp từ mid trở về bên bên phải của A và tìm ra cái chỉ số mà sao cho cái tổng con là max. Chúng ta gộp lại ra được cái dãy con max xuyên xuyên tâm. Thế như vậy là ta hòm hòm thấy được A, như vậy là cái việc tính cái tổng con xuyên tâm này nó chỉ là cùng lắm nó vòng 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 lặp từ đầu đến cuối thôi. Cho nên nó có cái độ phức tạp thời gian cùng lắm là ON. Hay của nó là vòng lặp ở phía trên này, vòng lặp phía dưới này, và tổng của hai vòng lặp này cùng lắm là ON thôi. Đấy, cho nên ta thấy cái bài này nó ná ná như là hơi giống cái bài lúc nãy. Như vậy chúng ta thấy nhá, chúng ta trường cụ thể chúng ta thấy ngay nhá. Đây, tất cả chỗ này là O1, chỗ này là tính cái này là O1 hết. Sang cái chỗ này gọi gọi đến cái chỗ này chính là TN chia 2, thì chính TN chia 2 cái chỗ này này. Dãy con ma tôi vừa mới làm xong, tôi vừa mới tư duy hơi hơi xong thì thấy nó mà làm đó là ON thôi. Như vậy ta thấy tổng cả ba cái này gộp lại nó chỉ hơi hơi giống lúc nãy, nó sẽ có công thức là ná giống vừa nãy, là TN bằng 2 lần, đúng không? Bằng 2 lần TN chia 2
cộng với on à. Đấy, nó sẽ nói như nó sẽ như thế này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm nhé, và chúng ta sẽ cùng nhau thiết kế nhé. Đây là cái như vậy, chúng ta làm thử một cái bài nữa là tính cái bài toán tính tổng quan lớn nhất, nhưng mà không dùng cách chúng ta đã làm, không dùng cái tư duy châu bò, cũng không dùng cái tư duy hai con trỏ như chúng ta đã làm, mà chúng ta dùng chia để trị. Đây, chúng ta làm cái bài toán tìm tổng quan max sử dụng chia để trị nhé. Chia để trị. Đây là đây cũng là một cái bài rất là nổi tiếng. Vì chúng ta sẽ làm qua hai bước nhé. Bước 1 là chúng ta bước 1 chúng ta làm cái bài này trước, tìm dãy con xuyên tâm này trước đây. Thì đầu bài thì cho trước cái A và cho cái điểm giữa. Bây giờ chúng ta cần tìm dãy con xuyên tâm có cái tổng lớn nhất. Tôi muốn tìm đồng thời vừa tìm tổng lớn nhất, vừa tìm chỉ số đầu, chỉ số cuối luôn, đồng thời cả ba luôn nhé. Đây, cái bài này là như thế này. Bây giờ chúng ta viết một cái bài là nó gọi là max cross array nhé. Ta trên dãy trước A, và thứ 4 là hạn chế trong cái khoảng là từ chỉ số left đến chỉ số middle ở giữa và đến chỉ số right ở cuối cùng. Là sự right là tôi chỉ không phải trên A bất kỳ mà trên A, nhưng lấy chỉ lấy từ left đến right thôi nhé, cho tổng quát, và giữa là mid là cho trước. Thì đây là cái bài như sau. Cái bài là tìm dãy con xuyên tâm có tổng max. Đấy. Cần phải trả về tổng là 1, y là 2, hay là start bắt đầu của nó nhé, start và n của cái chỉ số đầu và cuối của cái dãy đó. Đấy, thấy chưa? Mà cái tổng cái dãy con này là bắt đầu start, kết thúc là n, có tổng là sum, mà bắt buộc phải đi qua cái điểm mid. Đấy, bắt buộc phải đi qua điểm mid, thấy chưa? Rồi chúng ta cùng nhau làm nhé. Đây, chúng ta cùng nhau làm cái bài đó. Thì bài này chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ bắt đầu từ mid, chúng ta đi về hai phía, chúng ta cần hai vòng lọc và đi về hai phía, và chúng ta đi về đó, chúng ta gọi là left và right đi, để chúng ta đi về hai phía nhé. Đây, đi cho đi về hai phía, và đi về tôi tìm cái tổng con ở phía trái, đây tôi gọi là phía phải, tôi gọi là tổng con trái, tổng con phải đi nhé. Đấy, làm như sau này. Cho chúng ta tìm tổng con trái trước nhá. Bắt đầu từ vị trí mid. Tổng con trái nhá. Thì tôi làm như sau này. Tôi đặt cái tổng con trái, tôi ký hiệu là gì, là S, tổng con trái ký hiệu là SL nhá. Sum L. Đấy. Bắt đầu từ vị trí, đây là vị trí mid. Được chưa? Max L là cái vị trí đầu, là tôi dùng từ gì nhỉ, tôi dùng cái từ là start nhé, start là vị trí bên trái đấy, bắt đầu là ở mid, được chưa? Rồi tiếp theo tôi cần cái hàm, là cái hàm để mô tả của cái tổng hiện thời, tôi ký hiệu nó là hàm sum không. Rồi tôi làm như sau này. Tôi cần một vòng lọc bắt đầu in, bắt đầu từ vị trí mid, đúng không nào, trở về phần tử cuối cùng của bên trái, và thì bằng left trừ 1 và trừ 1. Đây là cái chạy từ mid đến left, đúng không? Đến left thì tôi phải biết là vì hàm range nó là đến trước left, thì nó phải đây phải là trước left trừ 1, xong nó đi lùi là trừ 1.
tôi tính từ cái hàm mà từ gốc gốc trở đi, đúng không nào? Đấy, như thì như sau này, bắt đầu từ mid trở đi nhé. Thì tôi làm như sau, tôi đặt là current sum bằng current sum cộng với i. Đấy, tôi đi phía trái thôi. Cái tổng đó cứ gần current sum là tổng bắt đầu từ a mid trở đi và cứ đi phía trái đâu tôi tính tổng tới đó nhé. Thì nếu tổng này if mà current sum này này current sum này mà lớn hơn sum L là cái tổng maximum mà tôi đang cần tìm ở bên trái đó thì tôi sẽ cập nhật lại. Đấy, tôi cập nhật lại như sau, tôi cập nhật là sum L bằng current sum. Và tôi đặt cái start start bằng bằng y. Đấy, bằng y. Nhưng mà sau cái vòng lặp này này, sau vòng lặp này thì tôi tính được cái start và sum L. Start là cái vị trí bắt đầu từ bên trái, cái dãy bắt đầu từ bên trái đến mid có cái tổng là lớn nhất bằng sum L. Đấy. Nó rất đơn giản nhé, đi về hai phía đấy mà. Được chưa? Đấy. Bây giờ tôi làm tiếp là đây là bên trái và là tiếp bên phải tôi sẽ dùng kiểu là sum R là bên phải, sum R sẽ bằng là a mid cộng 1. Tôi bảo nó ở bên phải. Bên trái là từ từ mid trở đi, của bên phải là từ mid cộng 1 trở đi. Được chưa? Đấy, và tôi tính cái n, n là vị trí mà tôi vừa n nó chính là mid cộng 1. Bắt đầu từ vị trí n mà bắt đầu từ vị trí a mid cộng 1 mà, đúng không? Và cùng tôi vẫn là tính theo cái là k sum là cái tổng phụ tổng tổng hiện thời bằng không. Tương tự như trên. Cái đoạn trên này là đoạn là tính cho bên trái. Ở đây cho bên phải. Xong rồi cộng lại là xong nhé. Bây giờ tôi làm mấy bên bên phải tôi vẫn dùng cái hàm for này, for i in range tương tự như trên thôi. Nhưng mà bắt đầu là gì? Bắt đầu từ mid cộng 1 đúng không? Cho đến right cho đến right tức là cho đến right cộng 1. Đấy. Vậy là ở trên này là trái nhé, bắt đầu từ mid đi 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 về left, còn đây là từ mid cộng 1 đến right. Đấy. Và tôi tính thôi. Đặt cái car sum này. Car sum bằng car sum cộng với AI tương tự như ở trên. Để chờ xong là if hoàn toàn tương tự car sum mà lớn hơn sum phải hãy bên phải thì tôi gán như sau, gán sum error bằng current sum và đặt cái n này bằng y, tôi cần lưu lại cái start và n mà. Đấy. Được chưa? Đấy. Và cuối cùng thì tôi làm như sau, cùng ở đây là tôi return cái bảng, return cái dãy trung tâm có cái tổng chính là tổng là sum left cộng với sum error tổng nhé, và vị trí bắt đầu là start và n. Như vậy cái hàm này là cái hàm như sau, tôi viết lại cho đó cho bạn xem nhé. Như vậy cái hàm này này, cái hàm này là cái hàm là tính cái dãy cái tính cái tổng con, cái dãy có tổng con lớn nhất mà vắt qua tâm xuyên tâm, bắt đầu từ left kết thúc là right mà xuyên tâm. Đấy. Nhắc lại cho tôi nói là cho tôi là chúng ta chỉ việc làm hai vòng lặp, vòng lặp là tính từ bên bên này đi lùi về xuống và tìm ra cái dãy con có cái tổng là lớn nhất, và lần thứ hai đi đi đây lên sang bên phải tìm ra tổng con lớn nhất, xong rồi cộng hai tổng con lại với nhau là được. Đi về sau này tôi cần tìm cái vị trí là start start, còn phía dưới này tìm vị trí là end, và kết thúc của nó này là tổng sum tổng của hai cái tổng con đây và start và end đây, thì nó sẽ trả về cái dãy con xuyên tâm có cái tổng lớn nhất. Bây giờ chúng ta sang phần tiếp theo là phần mô tả cái bản thân chính nhé. Def này là max max sub
Đây đây là cái bài chính của chúng ta nhé, đây là A này. Cái thuật toán chính này chúng ta nó sẽ trả gì, nó sẽ trả về là cái dãy con có tổng dãy con liên tục có tổng lớn nhất, trả về là ba giá trị, là tổng là 1, 2 là giá trị bắt đầu và giá trị kết thúc, chỉ số và chỉ số kết thúc, được chưa? Đó. Thì chúng ta làm như sau này, thì ở đây chúng ta đặt một cái đây để chúng ta phải đặt trường hợp nếu mà nó dễ nó rỗng sao bây giờ như này nhé. Không, chúng ta viết đây là tổng quát, đây là mark lắp ở đây, bên này là left right, sau chúng ta mới gọi để quy được, được chưa? Bây giờ chúng ta kiểm tra này, if mà left mà lớn hơn right thì sao, thì chúng ta trả về cái gì, chúng ta trả về cái dãy rỗng thôi, nhưng cần ba con số chúng tôi vẫn trả về là gì, trả về là return, return là gì, là none, không phải none, là trả về một cái tổng, là tổng cái tổng là âm vô cùng. Bây giờ tôi bảo chú ý nhé, tôi tạo ra một số là số nhỏ nhất có thể, thì ở trong Python chúng ta được phép là tạo ra cái số đó nhé, cái số mà nhỏ nhất có thể, tôi ký hiệu nó là min, min in f. Đấy. Mà bây giờ trong ở trong nó cho phép tạo ra cái số này nhé, ở trong Python đấy, trừ in. Thì đây là ký hiệu để nếu đây không có cái này thì đó là cái đây là số thực lớn nhất, còn có âm thì là đây số thực nhỏ nhất, tôi đặt ký hiệu là min in là cái đây là một cái hàng số tôi mô tả, đây là cái số nhỏ nhất có thể, thì nếu mà trường hợp mà a mà là mà dãy rỗng ấy thì nó trả về là min in in trả về là min in đấy, và trả về cái năn năn cho đúng ba con số đó. Bây giờ else đấy, else tôi cho mới làm được chưa đấy. Làm như sau này, thôi tôi làm thêm một chùm nữa cho nó yên tâm nhé. If nếu mà left left mà bằng right thì đơn giản tôi thì nó trả về chính cái nó rồi, f bằng right thì trả về cho yên tâm nhé, nếu f bằng right thì trả về như sau. Đây là trường hợp n bằng 0 này, đây là trường hợp n bằng 1 này, thế nên trả về thì ta sẽ return luôn, ta return return chính là gì, a left trở về chế đầu và cuối là bằng nhau, left left cho ý cho nên rõ ràng hơn nhé, với n một thì nó trả về chính cái phần tử đó và dãy ra đó có một phần tử thôi nhé. Cho chú ý chúng ta là trả về thì tổng trước đây xong chỉ số đầu rồi chỉ số cuối, thì đây là tổng trước, tổng là trừ vô cùng này nên một dãy là rỗng nhé, và chỉ số là năn năn, còn đây là nếu bằng nhau thì là chỉ là a lép là cái độ là cái tổng đó và lép lép. Đấy. Bây giờ chúng ta sang phần chính nhé, else này. Đấy. Rồi bắt đầu này, chúng ta đặt mid phần tử ở giữa bằng gì, bằng là left cộng với right chia 2, được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm như sau này, chúng ta sẽ gọi để quy để tính cái dãy con có tổng lớn nhất ở bên trái, xong gọi dãy con tổng nhất ở bên phải, xong gọi dãy con tổng tổng lớn nhất là xuyên tâm, xong chúng ta so sánh ba cái số đó lại với nhau, được chưa? Đấy. Thì tôi ký ở tổng bên trái là left, là sum left và là sum left rồi start left end left nhé. Đấy. Còn 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 ở bên phải thì là sum error nhé, start error và end error, còn xuyên tâm thì tôi ký hiệu là sum x gì? Xuyên tâm start x và end x gì? Rồi làm như sau nhé, đầu tiên là bên trái này ký hiệu là sum l ở bên trái nhá, sum l này start
L bên trái này, rồi N L bên trái là tôi trả về cái hàm trên đây, trả về cái hàm là max gọi ấy nhé, gọi gọi để quy đấy, max của A ở bên trái chính là left và là mid. Đây là gọi để quy cái phần bên trái, phần bên trái nhé. Rồi tiếp theo ở đây là chúng ta làm tiếp bên phải này, sum của R này, phải start R này và end R này bằng này, bằng max sum array này, A này mình rồi là mid cộng 1 này, rồi right. Đấy, thấy chưa? Mình chỗ này là gọi hàm để quy, gọi hàm gọi để quy. Hàm chính chỗ này là gọi là chia đấy, trị đấy nhé, ta chia 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 vào hai nhé. Và cuối cùng chúng ta gọi ở giữa này, kiểu như là sum x thì là cái dãy xuyên tâm có tổng lớn nhất này, start x này, x gì xuyên tâm này, và end x bằng cái gì? Chúng ta gọi chính cái hàm này, hàm là max cross array nhé, gọi là max cross ở đây, đây của cái hàm của cái dãy A left left mid right. Đấy chưa? Đây, mình biết chúng ta so sánh này, sánh ba cái sum L, sum R và sum X, chúng ta so được ngay đúng không? Bây giờ làm như sau này, bây giờ kiểm tra này, if này, if sum L này mà lớn hơn là bằng sum phải n, sum l mà lớn hơn là bằng sum x gì? Đấy. Tức là cái lúc này là cái dãy maximum bên trái là thực sự là lớn nhất, vì nó lớn cả sum r, cả lớn hơn sum x gì, thì chúng ta sẽ return cái đó thôi. Chúng ta return rất đơn giản, chúng ta return sum left start left and left. Đấy, bây giờ trường hợp khác nhé, giờ L if này, if là sum r lớn hơn là bằng sum bên trái, thật sự là bên phải, and sum error lớn hơn nó bằng sum x. Trường hợp một là sum cái dãy bên trái là lớn nhất, trường hợp hai là dãy bên phải là lớn nhất, thì chúng ta trả về bên phải là sum r lớn hơn sum l và sum r lớn hơn sum max, thì chúng ta return cái gì? Return sum r start r và n r. Chứ còn lại thì chúng ta đi thương cái thằng ở giữa thôi, đi thương là sum x start x và end x. Mà thấy khó nhỉ, đây như vậy. Đấy, bây giờ xong hết rồi đấy. Đấy, cái là một cái chúng ta nghe chúng ta thấy nó hơi là lạ một tí thôi, không được chưa? Như vậy đây là chính là gì? Đây là chỗ này chính là cái chỗ đoạn này chính là cái đoạn mà ta dùng chia để trị đấy. Chúng ta chia ba nhé, chia đôi nhé, này chia đôi này và gọi để quy. Đây là một nửa nửa bên trái này, đây là nửa bên phải này, đấy. Và đây là chúng ta là tính cái dãy con mắc xuyên tâm mà ta so sánh ba cái dãy này, một cái so sánh ba cái sum l, sum r và sum x. Sum l mà là lớn nhất thì chúng ta trả về cái dãy dãy con trái, sum r mà lớn nhất chúng ta trả về dãy con phải, còn ngược lại chúng ta trả về dãy con xuyên tâm. Đấy. Được chưa? Giờ bây giờ là gọi chính này, bây giờ chúng ta dùng chúng ta chạy thử nhé. Đây này, chương trình chính nhé. Giả sử chúng ta cho cái A là một dãy bất kỳ đây, 1 2 0, 1 2 trừ 3, 0 trừ 7, 3 5 3 6 10, -5 -1 3 9 5 -3. Để thử đi nhé. Đấy.
Thì chúng ta gọi này, chúng ta gọi cái hàng của chúng ta là gì? Tên tôi là Sam nhé. Sam này, Sam này, Lab này, Start, Start, and bằng max subs array nhé, của cái A, và gọi là từ 0 và bên này là len A chỉ 1. Đấy. Chúng ta print như tưởng nhé, print thông báo này, dãy con có tổng max là cái gì, là chính là sum, là chính là cái sum này, được chưa? Sau đó chúng ta in ra nhé, in ra cái dãy con này, chúng ta dùng lệnh là for i in range bắt đầu từ start và kết thúc là n cộng 1. Phải in ra cái print a i trên một hàng ngang. Đấy. In ra cái dãy đó. Được chưa? Đấy. Để chúng ta có thêm một ít nữa cho hay nữa nhé. Ở đây là chúng ta biết thêm là if mà sum của chúng ta đó, if mà sum mà lớn hơn min của if thì chúng ta mới in ra cái này. Chúng ta mới in ra cái này, còn nếu không chúng ta sẽ bó là dãy rộng. Đây chúng ta sửa cho này nhé, đây chúng ta sửa. Chúng ta lùi vào một tí. Đấy. Còn nếu như mà cái sum của chúng ta là cái nó lại bằng in f thì chúng ta print cái dòng chữ là gì? Print cái dòng chữ là dãy rộng. Không có kết quả. Rồi chúng ta chạy thử nhé. Đây là cái hàm max sub array. Chạy thử xong được không nào? Ta sẽ được có lỗi không? Đấy, sẽ có lỗi gì nhá? Đây. Left or right? Dạ thưa thầy, cái câu là L hình như thiếu từ khóa return là gì thầy? Return submit, bar if, end if thầy. Kiểu này thưa đúng không? Dạ. Để sai lắm, chạy thử nhá. Đấy, dãy cho con có max là 30 này. Đấy, bây giờ tôi thử xem là bây tôi cho dãy nhỏ đi thì kiểm tra đúng không nhé. Bây tôi kiểm tra chỗ này, bây tôi sẽ cho cái dãy A. A chỉ là 1 1 4 thì nó phải là 2, đáp số nó phải là 2 mới đúng đấy. Thế là 2 1 1 này, đúng nhé. Bây giờ cho thử A bằng rộng xem nào. Thì máy nó sẽ báo là dãy rộng. Đấy, đúng rồi đấy. Đấy các bạn, như vậy tôi vừa mới bây giờ chúng ta cùng cho phân tích cái này một chút nhá. Thì cũng vậy thôi, với tên là bằng 1 và bằng 0 thì là nó bằng O1 đây nhé. Với tên thì đây nó bằng 2 lần tên ở chia 2 cộng với cái thời gian chạy của cái này. Theo chạy của cái này nó chỉ là ON thôi. Vậy chúng ta có như sau. Bây giờ chúng ta cùng nhau phân tích cái bài này. Phân tích nha.
phân tích cái thời gian chạy. Đấy. Thì giờ có này, với t bằng 0 thì nó bằng 1. Với t bằng 1 nó trả về ngay nó cũng bằng 1 nhé. Còn tn cách làm nó sẽ bằng là 2 lần t của n chia 2 giống như tôi làm cộng với on. Tức là cái bài này nó có cái công thức truy hồi của thời gian giống hệt, y chang cái công thức truy hồi của sắp xếp trộn. Và chúng ta sẽ suy ra từ đây, sẽ các chứng minh là tương tự như ở trên, chúng ta có là cái tn của chúng ta nó sẽ bằng là o của n log n. Đấy, thấy chưa? Cũng khá tốt, hơn là cái thuật toán này mà tôi nhớ lại chúng ta mà này chúng ta làm bằng bằng thuật toán châu bò thì nó là n mũ 3. Còn chúng ta sửa đi một chút thì nó là n mũ 2. Còn tất nhiên thuật toán này nó không không tốt bằng cái thuật toán mà chúng ta đã từng làm dùng mẹo một chút, dùng kỹ thuật hai con trỏ. Chúng ta đã chứng minh rằng là cái bài này có thể làm bằng kỹ thuật hai con trỏ với cái thời gian là ON thôi. Cái này không bằng mà nó vẫn là một phương án rất là tốt nhé. Đó thì chúng ta cùng nhau để biết là như vậy, cái bài này là rất bài này làm cái bài rất điển hình, của cái phương pháp là chia đề trị. Được chưa? Thì sau phần này chúng ta sẽ cùng nhau chúng ta sẽ phải cùng nhau luyện rất nhiều các bài tập liên quan đến chia đề trị nhé. Và chúng ta nghỉ ở đây nhá. Ồ hôm nay là hơi hết muộn. Thì các bạn sẽ xem lại video sau nhá. Em chào thầy. Em chào thầy ạ.